Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cùng Con Lên Ngoan. Vâng, chào các bạn nha. Hôm nay bố nghĩ ra một số cái thí nghiệm rất là nhỏ để giúp các bạn nhỏ có một cái sự khám phá nhỏ về khoa học nhé. Chúng ta cùng chơi xem thử là bố sẽ đưa các con đến với những khám phá nào có đặc biệt hay không nhé. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu nha. Rồi, hai con chú ý nha. Bây giờ bố sẽ rót một ít nước vào trong cái khay nhựa này nhá. Bố sẽ rót nước vào trong khay nhựa này này. Rồi, bố rót nước vào nha. Rồi, bố sẽ chỉnh cho máy quay được nhìn rõ nhất với khay nước này. Các con tập trung, các con nhìn thấy chưa ạ? Nước nóng. Không, nước nguội thôi. Nước nguội à? Có thể sơ vào bình thường. Con thấy nước nguội đúng không? Nước lành. Rồi, nước lành. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Rồi, bây giờ bố có một cái kim này, cái kim bằng sắt này được chưa? Dạ. Rồi, bây giờ bố hỏi là nếu các con thả cái kim vào này thì nó sẽ chìm hay sẽ nổi? Dạ, sẽ chìm. Dạ, chìm vào. Rồi, anh Bin thả trước nào, anh Bin thả trước nào. Rồi, chìm chưa? Dạ rồi. Rồi, cái kim giống hệt luôn nhá. Chị Su nào, chị Su thả nào. Rồi, chị Su già vẫn chìm nó rồi đúng không? Chìm. Rồi, bây giờ cái kim thứ ba bố sẽ thả nhá. Và bố nói với các con rằng nó sẽ nổi. Các con nhìn bố thả này. Đây, bố bỏ ngang đây, bố vẫn thả vào thôi đúng không? Được. Các con nhìn nhá, trật tự mà nhìn này. Nó gì rồi? Nó vẫn nổi. Wow. Nó nổi rồi con này. Thấy được chưa? Thấy cái kim nổi chưa? Dạ. Rồi, không phải là cái kim nào cũng chìm như thế đúng không? Yeah. Rồi, như vậy có lúc thì chìm mà có lúc thì gì? Lúc thì nổi. Rồi, rồi một hiện tượng nha. Rồi, bố lấy cái kim ra này. Rồi, bây giờ bố có tiếp này, các con nhìn nhá. Cái này gọi là lưỡi dao lam này, sắc lắm nha. Yeah. Cắt đứt tay này, nhớ chưa? Rồi, cho em xu cái vỏ này, được chưa? Rồi, bây giờ bố hỏi nào, cái này cũng bằng sắt này. Dạ. Bây giờ thả là nó chìm hay nó nổi? Dạ, nó cũng chìm. Con thử thả xem nào, con thử thả xem. Nó chìm đúng không con? Dạ. Rồi, nhưng bây giờ bố vẫn thả để nó nổi được. Đó. Đây, để bố lấy nó ra nhá. Con hiểu rồi. Đây. Rồi, bây giờ bố sẽ thả để nó nổi con này, con nhìn nhá. Dạ. Con nhìn này. Đó. Con thấy nó nổi không? Nghe nổi. Con thấy nó nổi chưa? Dạ có. Đó, thấy khác cái này không? Dạ có. Lúc thì nổi, lúc thì chìm đúng chưa? Ừ. Rồi, bố sẽ cắt cái lưới dao lam này đi không nhá. Không phải là lúc mà cùng chìm. Đúng rồi. Rồi, thí nghiệm số 2 nhá. Ừ. Bây giờ bố có xà phòng này, các con nhìn xà phòng này. Bố sẽ đổ một ít xà phòng vào đây nhá. Ừ. Rồi, các con thấy xà phòng này. Nhìn này, bố có cái thanh sắt mà bố đã uốn cong như thế này, uốn thành hình này, nghe chưa? Dạ. Yeah. Rồi, bố có tiếp một thanh sắt nữa. Con thấy chưa? Bố gác ngang thế này nhá. Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ bố sẽ nhúng nó vào cái nước xà phòng này. Nhúng vào nước xà phòng này. Rồi, bố sẽ rút nó ra và con nhìn thấy này, con thấy màng xà phòng bám chưa? Wow. Rồi, từ đó con ngồi xuống đi, con ngồi, con thấy màng xà phòng bám chưa? Dạ yeah, rồi. Rồi, đây con nhìn thấy màng xà phòng đấy chưa? Rồi, tí nữa các con sẽ được làm hết. Con ngồi xuống. Bây giờ bố sẽ làm một động tác này, con nhìn nhá. Màng xà phòng nằm bên này và bên này giống nhau đúng không? Yeah. Bây giờ bố sẽ làm bể màng xà phòng một trong hai bên. Và con nhìn cho bố này, cái thanh sắt ở giữa là đang nằm ngang đúng không? Yeah. Con nhìn thấy chưa? Yeah, bây giờ giả sử bố làm bể cái màng xà phòng bên này nhá. Yeah. Con nhìn này. Wow. Có thể thanh sắt nó khéo về bên này không? Dạ có. Thấy không? Tuyệt vời chưa? Dạ biết rồi. Rồi, bây giờ bố làm thử tiếp nhá. Đặc biệt đúng chưa? Dạ. Yeah. Có thể đặc biệt không? Rồi bây giờ có thử chọc một bên này, giả sử nào thứ tư nghe lời bố, có chọc bên trong này đi. Có thể không? Thanh sắt, thanh sắt nó chuyển động về bên kia đúng không? Yeah. Rồi từ từ để bố lấy lại thanh sắt nào. Rồi. Có thấy khoa học thú vị không? Dạ có. Rồi, bây giờ đến em Su đi, cho em Su chọc thủng một màng xà phòng đi, từ từ đã. Đây bố làm cái màng xà phòng đã, con thấy cái màng chưa? Con muốn chọc thủng ở đâu? Con chọc thủng một cái. Chọc thủng cái mạnh. Con đâm một cái mạnh này, con phải quay đường này. Con phải quay đường này. Vì bên kia nó ướt rồi, rồi con chọc thủng đi, chọc thủng màng xà phòng. Đúng rồi, con chọc thủng nữa đó. Wow. Con thấy cái thanh sắt nó di chuyển không? Nghe thấy. Đó, con chọc thủng bên nào thì thanh sắt nó di chuyển ngược lại. Nhớ chưa? Dạ. Rồi, thấy chưa? Dạ rồi. Rồi, anh Bin thử làm thí nghiệm mà. Anh Bin thử cầm nha, anh Bin thử làm nhỉ. Con nhúng nhẹ nhàng, con nâng lên. Con phải để cho ngay, con phải để cho ngay thế này. Con hiểu không? Con đừng có làm cho nó rơi. Rồi con nhúng xuống, con nâng lên nhẹ nhàng. Nhúng xuống rồi, nâng lên nào.
Đó, anh Minh Tạo đã mang xe phong thôi. Bây giờ em xuống chọc thùng đi, em xuống chọc thùng một mang xe phong một bên đi. Ôi, chưa được rồi. Vậy bây giờ mình lấy cái thìa đi, mình chọc thùng một cái. Đây, mình chọc thùng cái. Ôi, thùng rồi, được chưa? Rồi, như vậy là hiểu thí nghiệm số 2 chưa? Lát nữa các con chơi nhá. Bây giờ con bỏ xuống đi. Xuôi, cái tấm xỉa răng này con chọc thùng đi. Từ từ đã, rồi con chọc thùng một bên nào. Wow, thấy nó chuyển động chưa? Rồi để em Su làm nào, em Su làm thí nghiệm này nào. Rồi từ từ con cứ để đó. Rồi từ từ nào, em Su nào, em Su bỏ xuống. Anh Bin từ từ đã, để em nâng lên đã. Rồi anh Bin chọc thùng đi nào. Đó, con thấy nó di chuyển chưa? Có thấy khoa học của vui không? Dạ có. Rồi, thí nghiệm tiếp theo nhá. Dạ. Rồi. Rồi, thí nghiệm số 3 này. Bố có một cái vòng sắt thành hình tròn này. Con nhìn thấy chưa? Dạ. Su nhìn này. Rồi bên trong có những cái sợi chỉ bố buộc này. Hình thù đang rất bất kỳ nhá. Bây giờ bố sẽ nhúng nó vào trong màng xe phòng. Rồi, con nhìn này. Rồi nhá. Và bố nâng lên này. Bố nâng lên này. Con thấy màng xe phòng bám đây chưa? Rồi, bây giờ bố sẽ chọc thùng cái màng xe phòng ở chính giữa này. Đó. Các con thấy nó tròn lại không? Dạ thấy. Đây, nó đẹp không? Ừ. Đó, thấy chưa? Đây, các bạn nhìn này. Sau khi chọc thùng cái màng xe phòng chính giữa này, nó tròn đẹp thế này này. Thấy chưa? Dạ. Đó. Rồi, thí nghiệm số 3 nha. Ok, ta lại này. Ta lấy xe phòng lên này. Nó tạo ra một cái màng xe phòng. Đó, có vẻ hình thù khó nắm bắt đúng không? Ồ, chưa được rồi, nó bị thủng rồi, chúng ta làm lại đi. Chúng ta phải lấy được màng xe phong này. Rồi, con nhìn thấy chưa? Hình thù rất là rồi. Khó hiểu. Bây giờ con chọc thủng cho bố cái màng xe phong chính giữa đây này. Đâm thủng đi con. Đó, con thấy không? Nó thành hình tròn. Hình tròn có đẹp không? Dạ đẹp. Đó, con thấy chưa? Dạ, con thấy. Rồi, con làm nha. Dạ. Rồi, ok, bây giờ bố sẽ cho con làm nhá. Rồi, con bắt đầu làm đi. Từ từ nha, để bố quay. Rồi, anh Minh làm nào. Từ từ nha, anh Minh nào. Rồi, anh Minh bỏ xuống đi. Tạo ra màng xe phong cho bố nào. Rất là hình thù khó hiểu. Rồi, bây giờ để bố chọc thủng cho. Dạ. Được chưa? Đây rồi. Bố sẽ chọc thủng cái màng xe phong ở giữa nhá. Ừ. Cái này bị ướt rồi, khó chọc lắm. Rồi. Con đưa đây. Mà bị thủng rồi, con làm lại nào. Làm lại tiếp nào. Khoa học không đơn giản đúng không con? Không. Rồi, từ từ. Rồi, được rồi, để yên nha. Con nâng lên. Ôi, chưa được rồi, chưa kịp nói mà. Nó bị thủng rồi, lại nè. Kéo lên nào, nhẹ nhàng nha. Rồi, bây giờ bố dùng tay luôn đi, có thấy không? Rồi, làm lại. Rồi, anh Minh bắt đầu làm nào. Từ từ nào. Rồi, nhẹ nhàng nâng lên cho bố nào. Từ từ nha, được rồi, bố sẽ là người chọc thủng cái màng xe phong ở giữa nha. Wow, có thấy không? Tròn đẹp không? Tròn đẹp không? Dạ đẹp, một điều rất là kỳ diệu. Rồi, từ từ nha. Rồi, có thấy hay không? Dạ hay. Rồi, được rồi, Bin chú ý lại nha. Dạ. Rồi, Bin chú ý lại này, bố giải thích nha. Thì những thí nghiệm từ đầu giờ á, chúng ta làm ví dụ như cái kim nổi trên nước, lưỡi dao lam nổi trên nước, hoặc là cái màng xà phòng chúng ta làm từ nãy giờ đúng chưa? Dạ. Thì tất cả những thứ đó đều liên quan đến một hiện tượng người ta gọi là lực căng bề mặt. Lực căng bề mặt. Của chất lỏng. Của chất lỏng. Con hiểu chưa? Con chỉ biết như thế thôi, con để hiểu xấu xa thì hôm sau con phải học vật lý nhớ chưa? Dạ. Đây là những cái hiện tượng liên quan đến vật lý, đó là lực căng bề mặt của chất lỏng, con hiểu chưa? Dạ. Rồi, hy vọng sau này khi con học đến vật lý con quay lại, con coi lại thí nghiệm mà chúng ta làm hôm nay để con nhớ chưa? Dạ. Rồi, chúng con khám phá nhiều hơn các thí nghiệm vật lý nha. Ok. Ok. Chào các bạn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Chào các bạn đi. Chào các bạn. Hẹn gặp lại vào những video vật lý sau nha. Xin chào. Rồi. Có bóng bóng. Rồi, tôi có bóng lớn này. Wow. Cho em thổi bóng bóng với. Wow, rất là tuyệt vời. Một cái trò này anh biết thôi. Xuống nào bố nói chứ nào.